Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thí điểm cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động đến hết ngày 31 tháng 12, không còn phải đóng cửa trước 22 giờ. Đây là chỉ đạo mới của Ủy ban Nhân dân thành phố theo đề xuất của Sở Công Thương về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Theo tờ trình, Sở Công Thương thành phố đề xuất hoạt động ở từng cấp độ dịch như sau. Tại địa bàn cấp 1 và 2, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động bình thường mới. Địa bàn cấp 3, cơ sở được phục vụ tại chỗ không quá 50% công suất cùng thời điểm, không bán và sử dụng đồ uống có cồn. Địa bàn cấp 4 chỉ được bán mang đi. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có phục vụ đồ uống có cồn, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định phòng chống dịch.